Xin chào toàn thể các bạn. Ngày hôm nay thì Hân lại tiếp tục gặp lại các bạn trong những video của sốt phượt.vn. Hiện bây giờ thì ngoài trời đang rất là mưa và Hân nghĩ rằng ngày hôm nay Hân sẽ tập trung làm các sản phẩm về chủ đề về mưa như kiểu là những cái ca khúc Em Gái Mưa chẳng hạn đấy. Đùa chút cho vui vậy thôi. Chứ bây giờ Hân sẽ giới thiệu đến các bạn những cái sản phẩm đặc sắc của bên shop mà Hân bán trong cái thời gian qua. Và đặc điểm bây giờ là Sài Gòn cũng bước vào 6 tháng mùa mưa rồi. Thế là các bạn biết là hầu như là ngày nào cũng mưa. Nhưng là nên là những cái thiết bị để trang bị cho con người tiện ích khi mà bảo vệ các đồ vật đồ dùng của mình khi đi ra ngoài đường rất là quan trọng đúng không ạ? Thì ngày hôm nay Hân sẽ làm một video về các sản phẩm về ở bên Sốt Vượt, các phụ kiện để giúp cho con người ta có cái chống lại được những cái cơn mưa bất chợt khi mà mình phải lưu thông ngoài đường. Đầu tiên đặc biệt lưu ý đến sẽ là một chiếc áo gió hai lớp vượt tuyệt đối chống nước 100%, chống nước tuyệt đối 100% các bạn nhé. Đây ạ, áo gió hai lớp ở bên nhà Hân. Rồi Hân sẽ test trực tiếp cho các bạn về cái độ chống nước tuyệt vời của áo gió. Giờ đây, giờ lót phay và với cái chất liệu vải là Vutech. Cái chất liệu vải này thì các bạn biết ở trên thị trường là có thể 100% chống nước. Khi mà nước mưa vào ấy, mình dừng lại mình có thể lấy cái tay của mình phủ cái nước mưa như là cái kiểu là mình rũ cái bụi á, nó rất là nhẹ nhàng, đơn giản. Nên là các bạn cứ yên tâm, đây là một cái sản phẩm mà Hân bán cực kỳ chạy hàng mỗi khi mà Sài Gòn bước vào mùa mưa là bắt đầu từ tháng 5. Thì ngày hôm nay là cũng nhân tiện là đang trời ở ngoài trời đang mưa rất là to, là trong nhà Hân làm video về cái áo này để cho các bạn cùng được biết áo gió hai lớp. Sao lại áo gió hai lớp đây? Lớp trong và lớp nước ngoài rất là dày dặn, có một cái lớp lót lưới ở bên trong, đây là lớp bên ngoài. Cái chất liệu vải Gutech này thì các bạn yên tâm là rất là dày dặn, và ngoài đi mưa thì có thể dùng là áo chống nắng cũng được, hay là áo chống các bạn đi thì áo chống những cái bụi bẩn ở bên ngoài, mình cũng có thể là mặc một cái lớp áo này ở ngoài để bảo vệ. Và hơn thế nữa là tuyệt vời hơn nữa là áo không có bị chống thấm nước khi mà mình đi ngoài đường và đang đi để gặp những cái cơn mưa bất chợt ạ, thì các bạn hoàn toàn yên tâm về những cái đồ đạc mà các bạn sẽ sử dụng đựng ở trong những cái túi áo này. Bây giờ là Hân giới thiệu đến cái phần kết cấu ở bên ngực trái như thế này, có một cái túi và có lớp khóa cẩn thận để các bạn hoàn toàn có thể để những cái giấy tờ của mình, là chứng minh thư bằng lái xe hay là những cái gì có thể là những cái vật dụng cá nhân nhỏ nhỏ thì mình như này kéo khóa nhé. Còn ở bên trong nó có một cái lớp túi này, đây các bạn nhìn cái lớp bên trong áo là một cái cũng là có một cái lớp túi rất là lớn này, có khóa. Cái ngăn này thì Hân nghĩ rằng khách nào cũng sẽ sử dụng để ví và các đồ đạc cá nhân có giá trị. Đó, Hân nghĩ rằng là khách nào cũng sẽ sử dụng nó để để ví tiền và các đồ đạc cá nhân có giá trị lớn khi mình lưu thông ở ngoài đường. Túi bên trong rất là to, có khóa cẩn thận nha. Rất là tiện dụng. Các bạn lưu ý một cái thiết kế rất là hợp lý nữa này, đây là cái phần lách và tay. Cái phần này thì thường thường các bạn nam hay là các bạn nữ mà hay ra mồ hôi á là sẽ cảm thấy rất là bí bách cái phần lách của mình. Thế nhưng mà riêng ở cái lớp cái thiết kế của cái áo gió hai lớp ở bên nhà Hân này còn có một cái lỗ thông khí nha, là dùng khóa. Khi các bạn mà đi trời nắng á, không phải là trời mưa, thì các bạn nên mở cái lớp thông khí như thế này ở dưới cái phần lách cánh tay của mình á, để cho thông gió và có thể không bị bỉ cái phần mà mồ hôi ra như thế, để các bạn gây cảm giác khó chịu cho cơ thể, là các bạn có thể sử dụng cái lớp
thông gió như thế này ở dưới cái phần cánh tay nha. Nữa là đến cái phần mũ, mũ áo đây ạ, có đầy đủ nha. Thì nếu như mà bạn nào mà không thích cái phong cách có mũ ấy, các bạn có thể tháo rời ra, có lớp dính các bạn có thể tháo rời. Còn các bạn nào mà ưa cái phong cách có mũ thì mình vẫn để như thế này mỗi lần sử dụng. Không thì các bạn nào không thích thì mua về có thể tháo rời ra, rất là phù hợp với cái tính cách của người sử dụng. Và các màu sắc thì hiện trên tay Hân là đang cầm màu xanh ngọc nha. Cánh tay áo được pha với một màu màu xám. Cái thiết kế này nhằm tăng cái tính trẻ trung và thể thao của áo gió. Pha thêm một cái lớp vải màu xám, đó là cái một cái thiết kế để mang cái tính chất là tạo cái hình dáng rất là thể thao cho áo các bạn nhé. Đây trên tay Hân là màu xanh ngọc. Còn lát nữa ở phần bình luận thì Hân sẽ update các màu sắc khác ở bên Hân đang bán. Vì Hân làm gì video thì Hân chọn trực tiếp cái màu xanh ngọc để làm. Còn tất cả cái những cái màu sắc mà các bạn muốn tham khảo thì Hân sẽ up ngay dưới phần bình luận. Các bạn nhớ kéo xuống phần bình luận xem cái, nếu như muốn mua áo hay tham khảo vào áo thì các bạn nhớ kéo xuống phần bình luận. Hân sẽ up các màu sắc khác ở bên Hân hiện đang bán để cho các bạn có thể tham khảo. Bây giờ thì Hân sẽ mặc vô. Hân đang cầm trên tay là size M nha. Size áo là size M. Hân sẽ mặc vô để cho các bạn có thể hình dung là một cách tuyệt đối nhất ạ. Hân cao gần 1m6 thì cái size M đối với Hân là vừa. Hân cao 1m59 và nặng tầm 50kg thì Hân chọn size M là vừa vặn. Vừa vặn với chiều, kể cả về chiều dài lẫn là chiều rộng, hay là những cái mình cảm thấy thoải mái. Thật ra thì cái áo gió này thì đối với mỗi bạn mặc thì Hân nghĩ rằng là các bạn nên chọn một cái size nào nó phù hợp và nó cũng hơi thoải mái một chút á. Mặc lên size cũng không sao, đừng chọn những size nó bé nó bó quá, thì khi mà mình bao giờ mình cũng sẽ phải mặc những cái đồ áo bên trong nữa thì mình mới khoác một cái lớp ngoài như thế này. Thì mình lên là chọn một cái size áo phù hợp với mình và có thể là rộng rãi hơn một chút nếu như các bạn ưa những cái phong cách bụi bặm rộng rãi một chút. Bây giờ là Hân đây, Hân đang mặc trực tiếp. Đó. Cái này là bên trong là các bạn nam có thể để ví này. À, hay là các bạn nữ cũng vậy, là để điện thoại nha. Những cái đồ đạc có giá trị, nói chung là những cái đồ đạc có giá trị là mình để như thế này, chìa khóa phòng hay chìa khóa nhà, chìa khóa xe và mình cất vào đây, mình đi đâu đấy. Đó ra là hai bên thì tất nhiên là áo gió nào cũng sẽ có hai lớp túi thông thường như thế này, để các bạn để những cái đồ đạc như là khẩu trang hay là kính mắt cũng rất là rộng rãi và thoải mái. Hai bên đều là có hai cái túi áo như thế. Và đây cái lớp thông gió như vừa Hân giới thiệu ở dưới phần cánh tay là đều có nha. Đó. Thì các bạn nếu như mà đi trời nắng một chút là không cần sử dụng đến, thì các bạn lên mở cái khóa thông khí gió như thế này để cho nó không bị cái phần cánh tay của mình nhé. Đây cái lớp mũ rất là ok. Ở Sài Gòn thì thường thường là các bạn hay chọn đi tour Đà Lạt thì Đà Lạt rất là lạnh, cái áo gió này rất là thích hợp với thời tiết ở Đà Lạt á, vì là chống nước và cũng đảm bảo giữ ấm cho cơ thể của các bạn. Là một cái áo gió hai lớp như thế này là rất là dày dặn, khi mà gặp một cái lớp mưa hay là gặp một cái lần mưa nhỏ nhỏ thì mình vẫn có thể là vô tư mình đi dạo ở giữa trời đất Sài Gòn Đà Lạt một cách không bị lo là mình ướt người hay là ướt cái đồ đạc điện thoại của mình. Bởi vì cái phần chống nước tuyệt đối 100% này, và bây giờ đến phần quan trọng nhất là tại sao lại có khách hạ lăng chống nước 100% tuyệt đối hay không, thì Hân sẽ test trực tiếp trên cái video này cho các bạn coi. Đây là Hân có để cầm sẵn một ly nước đây và Hân thử cho các bạn trực tiếp nha. Đây là phần tay áo, một trăm phần trăm các bạn có thể nhìn đó. Hân đổ tiếp theo, không hề nhá, không hề nước, không hề vương lại. Và đây, không hề vương lại mà chỉ ở trên cái mặt bàn test của Hân là có nước thôi, còn nước vương xuống và không hề vương lại trên áo. Đó. Các bạn nhìn
100% luôn. Đó, chúng ta với những cái giọt còn lại là chúng ta có thể lấy tay yêu mình phủi như là mình vừa rũ một cái lớp bụi á ở bên ngoài, rất là ok đúng không ạ? Đó là Hân đã test trực tiếp cho các bạn cái phần chống thấm nước này ạ. Cái dáng áo này thì 100% là dáng áo thiết kế theo thời trang và phong cách trẻ trung, hiện đại và cá tính. Có thể sử dụng cho cả bạn nam lẫn bạn nữ. Toàn bộ dáng áo với một cái lớp khóa như thế này, thật ra là cũng để tăng cường cái độ thể thao, cái độ ngầu của áo ạ. Và có cái thiết kế là may những cái đường xám sọc như thế này để tạo cái sự khỏe khoắn cho áo. Giữa lớp phay và chất liệu vải là chất liệu Gore-Tex là chống, giúp chống thấm nước 100%, lên đến 100% như vừa Hân có test cho các bạn coi á. Có một lớp khóa và một lớp quy bấm rất là chắc chắn, bền đẹp, tiện lợi vô cùng. Đây, Hân cho các bạn nhìn một lần nữa. Túi ở bên trong có khóa, cẩn thận bảo mật tiền điện thoại một cách rất là ok khi các bạn đã di chuyển. Đó. Thì Hân đã vừa giới thiệu đến các bạn. Cái bảng màu thì Hân sẽ úp ở dưới phần bình luận ở dưới video. Các bạn có cái nhu cầu tham khảo hay là mua áo, các bạn vô xem phần bình luận và tìm hiểu về các màu sắc giúp Hân, hoặc là inbox về cho Hân qua Facebook Hân Hân, trang cá nhân Hân Hân, thì hay là fanpage sự phúc vừa .vn thì Hân sẽ gửi các màu cụ thể hơn, chi tiết hơn. Và cái sản phẩm thứ hai nữa là cũng là rất là hữu ích khi vào mùa mưa, đó là ủng đi mưa cao cấp, ủng đi mưa bảo vệ giày đi mưa cao cấp. Tên đầy đủ là ủng bảo vệ giày đi mưa cao cấp. Trên tay Hân đây, hiện tại Hân đang cầm một size ủng size XL. Các bạn nhìn nhá, cái thiết kế đế này chống trơn trượt 100%, với những cái đường vân này chống lớp cao su dày dặn, chống trơn trượt 100%, có khóa và có cái khuy bấm cài ở hai bên giúp cho người đi sử dụng khi mà mưa đến là chúng ta xỏ vô cả đôi giày của chúng ta đang đi, chúng ta kéo một lớp khóa như thế này. Đó. Khi đi xong là chúng ta kéo khóa lên, có hai dây cố định làm ở hai bên đôi mặt ở trên bể dưới trên của đôi ủng để cố định cái đôi giày khi các bạn đã đi vào chân, để cố định cái đôi giày khi các bạn đã đi vào chân. Đi đến đâu các bạn, vừa đến đâu các bạn cố định cái đôi giày của các bạn đến đó, nó tạo cảm giác vừa vặn. Và các size ủng thì sẽ tương ứng với là các size giày các bạn đang mang. Khi mà đi lên chân thì như hình ảnh là cái anh Lam mẫu này trong hình mình đang đi nhá, y hệt như cái hình ảnh này trong đấy. Khi các bạn đi đôi giày và các bạn đi một đôi ủng ngoài là y hệt cái hình ảnh mà anh mẫu này trong cái hình này đang đi. Và các size tương ứng của đôi ủng đi mưa này cũng sẽ tương ứng với các size giày của các bạn khi mà các bạn đi thường xuyên. Ví dụ như là size ủng S thì size số S là sẽ là từ những người đi mang giày từ 36 đến 37cm thì thường thường là các bạn nữ. Còn size M thì dành cho các bạn từ đi giày có size bình thường bình quân 38-39, size L là 40-42 và size XL là size lớn nhất là 43-45. Có những size giày từ 43-45 như vừa Hân đọc. Thì trong một cái hướng dẫn cụ thể thì khi shop tư vấn thì sẽ tư vấn cho các bạn về cả về các cách chọn size. Các bạn chỉ cần nói là các bạn đang đi mang size giày bao nhiêu thì shop sẽ gửi cái đường cho các bạn theo cái size giày phù hợp với chân của các bạn như vậy. Ngày hôm nay thì Hân đã giới thiệu đến các bạn hai sản phẩm độc đáo và cũng như là đang được shop vượt.vn bên nhà Hân bán rất là chạy hàng, bởi vì là những cái sản phẩm tiêu biểu cho mùa mưa. Các sản phẩm ở bên nhà Phượt thì hầu hết là đều có chức năng chống mưa và chống nước, với các thiết kế lên đến hầu hết là các thiết kế đều mang cái tính chất chống mưa, bởi vì là những cái chuyến đi xa của các bạn sẽ là chống cản bụi cản gió, nhưng tất nhiên là cũng sẽ phải tránh mưa cho các bạn nữa, bởi vì là mình đi đường dài. Cái đôi ủng này thì sử dụng thì phù hợp với những cái người
tất cả mọi người đều có thể dùng được, ví dụ như là người đi làm, đi học, học sinh, sinh viên hay là các bạn đi tour du lịch đường dài, nói chung là tất cả mọi người đều sử dụng được, cũng như là cái chiếc áo gió hai lớp này của Hân này, chứ không phải riêng những cái người đi phượt mới có thể mua hay là mới có thể sử dụng, là chúng ta có tất cả chúng ta đều sử dụng được vì cái sự tiện lợi và tiện ích và cái công dụng tuyệt vời đến như vậy, như vừa Hân mới giới thiệu á, thì tất cả chúng ta đều có thể sử dụng được. Cái size, cái số hay là áo thì sẽ tùy thuộc vào cân nặng và chiều cao để shop tư vấn cho các bạn về size, cũng như là cái đôi ủng bảo vệ đôi giày tuyệt đối này, chống thấm, có những cái đôi giày á, các bạn đi giày, những cái đôi giày da hay giày thể thao, các bạn biết có những đôi giày mình mua đến mấy triệu đồng, thì Hân nghĩ rằng là cái sự cái bảo vệ cho cái đôi giày ấy là mùa mưa ấy, thì là rất là cần thiết. Vậy thì cái sản phẩm ủng đi mưa cao cấp như thế này bên Hân đang bán có 120 ngàn trên một đôi. Hân đang để cái giá rất là ưu đãi 120 ngàn trên một đôi ủng, thì Hân nghĩ rằng các bạn đều nên có để có thể có một cái sản phẩm bảo vệ cho cái đôi giày của mình khỏi nước mưa, bởi vì da nào thì da, kể cả là da các bạn mua chính hãng đến mấy mà khi mà các bạn bị thấm nước mưa lâu dần cũng sẽ ngấm vào, cũng sẽ hỏng, sẽ dẫn đến bục chỉ hay là bục cái đường da ở bên khi mà nước mưa ngấm vào ấy, thì cái sản phẩm như thế này bảo vệ cái đôi giày của các bạn cả nam cả nữ một cách rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Bởi vì là các tìm hiểu về cái đôi ủng này thì là Hân đã test thử rồi, Hân đi cái giày và đứng ở trong cái chậu nước ấy đứng khá lâu, nhưng mà khi mà Hân bỏ cái đôi ủng này ra thì cái đôi giày ở bên trong, những cái đôi tất của Hân đi, Hân không hề có một chút nào mà bị cái nước dính vô, thì cái tác dụng tuyệt vời như thế là bản thân Hân Hân đã đi và Hân đã test thử cho các khách cũng là mua bên Hân cũng có cái phản hồi rất tốt về đôi này. Kể cả là khi các bạn ở triều cường ở Sài Gòn, các bạn nào ở Sài Gòn thì hay biết là những cái trận triều cường có dẫn đến như là lụt lội á, thì các bạn có thể cũng mang cái đôi này đi để chống cái mưa 100% luôn, bảo vệ cho cái đôi giày đôi dép của mình an toàn tuyệt đối luôn. Đây là Hân đã sử dụng và bây giờ là Hân khuyên các bạn, và cũng như là mong muốn là bạn nào cũng có những cái điều kiện mua những cái thiết bị tốt như thế này để bảo vệ cho cái đồ đạc cá nhân của mình. 120 ngàn trên một đôi ủng như thế này, size số thì tùy hợp, thì phụ thuộc vào các chân của bạn thì shop sẽ tư vấn sau. Và áo gió hai lớp thì Hân ở video này thì Hân sẽ để ở mức giá là 350 ngàn đồng trên một chiếc, 350 ngàn đồng trên một chiếc áo gió hai lớp như thế này. Và khi mua sản phẩm qua video, khi mua sản phẩm đặt để lại số điện thoại, khi mua sản phẩm qua video Hân sẽ kèm một món quà tặng, đó thể có thể là một trợ lực tay ga hoặc là một xà cạp bó ống quần tùy khách lựa chọn. Trị giá sản phẩm lên tới là 40.000 đồng, trị giá quà tặng sản phẩm của Hân ở trong cái video là lên tới 40.000 đồng. Hân bán lẻ ở ngoài một đôi xà cạp bó ống quần đó, là khi các bạn đi đường các bạn cần cái ống quần nhỏ gọn ấy, thì dùng cái xà cạp đó, hoặc là một cái trợ lực tay ga để chống mỏi tay khi đi đường dài, tăng cường cái độ tay của mình không không bị mỏi, không bị nhức khi các bạn chạy đường dài, là trợ lực tay ga. Thì các trị giá món quà, hai món quà Hân vừa đọc lên tới 40.000 đồng cho những cái bạn nào để lại số điện thoại, để lại số điện thoại ở trong cái video này của Hân để đặt hàng, thì Hân sẽ ưu tiên các bạn là khi đặt áo này để lại số điện thoại ở trên video của Hân, là Hân sẽ ưu tiên các bạn. Các bạn nhớ nhé. Và bây giờ là xin kết thúc video. Hân xin chúc tất cả mọi người luôn luôn có một cái công việc ổn định, tất cả từ mọi người có một cái cuộc sống ấm no hạnh phúc. Và hôm nay thì cái video này Hân cũng làm vào là ngày mùng 1 và ngày đầu tháng 6. À, ngày đầu tháng 5 âm lịch, mùng 1 tháng 5 âm lịch. Cũng xin chúc cho mọi người, mọi nhà, mọi gia đình có một cái tháng mới êm đềm, suôn sẻ, may mắn, công việc hanh thông, vạn sự được như ý, tài lộc công danh. Những ai buôn bán thì buôn may bán đắt, làm ăn gặp thời gặp vận. Các bạn sinh viên thì học hành có kết quả tốt, cũng như là các em học sinh năm nay đang thi phổ thông hay là sắp tới thi đại học sẽ có những cái kết quả như ý và làm hài lòng các bậc phụ huynh. Xin một lần nữa xin cho Hân được thay mặt shopvuot.vn cảm ơn tất cả sự ủng hộ của mọi người trong thời gian vừa qua, và rất mong mọi người lại sẽ tiếp tục ủng hộ cho các sản phẩm bên shopvuot.vn nhà Hân, các phụ kiện biker ở bên nhà Hân ngày một phát triển hơn nữa, ngày đáp ứng được cái nhu cầu
sử dụng của người tiêu dùng nhiều hơn nữa, để hài hòa chất lượng sản phẩm cũng như là nâng cao cái cách để quảng bá sản phẩm đến với mọi người một cách tốt nhất và một cách hài lòng mọi người nhất. Thì Hân xin được cảm ơn sự cổ vũ động viên của mọi người rất là nhiều. Xin được cảm ơn ạ. Và các bạn có thể liên hệ với Hân qua số, mọi chi tiết các bạn vui lòng liên hệ với Hân qua số điện thoại 0988 168 066, đó chính là Zalo của Hân. Và fanpage của Hân là sofuot.vn, fan cá nhân là Hân Hân. Xin chào tất cả, tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại ở trong những video lần tiếp theo của sofuot.vn.